All right, man. Đi học kỷ luật thì tập đi đâu mà cứ phải xin phép với chứ đọc chuyện đi nào thì đi ngoài thì nghỉ thích thì đi. Không có ai hỏi thăm sức khỏe không? Không ai bảo chị ốm đau nào chúc chị mau khỏe. You know, because see, hold on.